Việt Nam hả? Việt Nam. Việt Nam. Mũi Diễm Hộ anh ơi. Ở đây mấy người này bịt mặt là người Mã Lai gốc, lú hai mắt hay không rồi các bạn ơi. Trời dữ quá. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cũng ông taxi này ổng sẽ đón mình ở ngoài sân bay Kuala Lumpur rồi đưa mình về Chinatown nha các bạn, phố tàu của Kuala Lumpur, chợ đêm á. Ok, bây giờ từ sân bay mình vô đây là giờ tới 7 giờ hồi nãy là như 6 giờ vậy đó. Kẹt xe chạy ra tiếng đồng hồ các bạn, chứ không phải là giỡn đâu á. Là vô cái xe lụ đó các bạn ơi, bắt đầu ra đây khu ẩm thực nè. Quá trời quá đất rồi, đi coi dài dài coi coi cái gì, coi cái gì hấp dẫn rồi nè. Cái này có gì, đuôi heo nè em, đuôi heo rồi đó. Dẫn. Ngồi thấy khỏe khỏe bắn hay gì ta. Má giờ tôi buồn ngủ quá, lắc ngủ hả? Rồi ăn em đi vòng vòng coi có coi. Có cái đồ sạc có không, có cắm sạc không ơi, cái có ổ, trong đó nó có ổ, cái ổ qua thường á mình xài được bình thường à, còn khỏi mua ăn đi vòng vòng ha. Uống bia, uống bia hả? Đông quá, vui quá các bạn, vui hơn đi Thái Lan luôn các bạn. Việt Nam à, Việt Nam nhiều lắm á, Việt Nam đi qua đây nhiều lắm. Quên, bây giờ em muốn ăn cái gì? Quan trọng là em muốn ăn cái gì, ăn cái gì cũng được chưa? Này là đồ biển. Đã không? Hai mét. Còn hai chục một một con. Hai mươi đồng. Hai mươi đồng. Lúc vào ra. Bây giờ đi một vòng cái đi, coi cái gì mình. Cái đói bụng nó bắp chơm à, này nó làm bánh bánh tròn tròn quá vui các bạn ơi. Ở đây là vui thôi, đi Thái Lan rất là nhiều các bạn. Ở đây đâu về sao không ở Việt Nam qua đây nhiều lắm đó. Steam vegetable, Thai chili fish also have Tom yam fish, sweet and sour fish, BBQ fish, stingray way này, chili crab, Tom yam. Bây giờ em mua trái cây đi rồi cái mình ăn cái mình cây luôn ngồi chỗ thì giữ tính lợi về trời. Việt Nam hả? Việt Nam. Mũi Diễm Hộ anh ơi. Nó bán cái gì ở trong kìa. Cầm làm vô coi thử coi. Có cơm trắng rồi này kia đó. Bây giờ coi menu trước nghe đã. Trong này nóng nhiệt thôi. Giờ có gà hấp kìa, mình chơi nguyên con gà hấp đi. Nửa con đi. Gà hấp mình ăn với cơm. Chào gà hấp ăn với cơm được không?
Thì mình kêu một dĩa cơm chiên nè, với lại mà, mình kêu một mình cái for two people, which one? Two people 20. 20? Okay. Two people 20. Nhưng mà với cái dĩa giá chậm. This one, the shrimp and cá mặn đi. Cá mặn nó mới ngon. I want the fish. The fish. No fish. Huh? Short fish. Short fish. Yeah, this one. Short fish. No fish. Shrimp and chicken. Shrimp and chicken. Oh, right. Short fish. Tôm với gà. Cái mặn mới ngon. Short fish, I want short fish. Rồi, giỏi quá à. Shrimp and chicken. Cái này thì không có gì trong video của mình. Đẹp quá rồi mình. Rồi, cái mắt thôi. Cái phố đi bộ ở đây thấy đã hơn là ở mấy chỗ khác nghe ta. Đã đầy đủ đa dạng đồ ăn hết trơn. Cơm gà, cơm cua đủ hết trơn luôn. Thái phước. Thái Lan phước. Phút đoạn này em thấy chắc nhiều khi ngon hơn nè em ơi. Đoạn này có ngon hơn nè, thấy cái nguyên cá hấp nè, thấy này. Hả? Phút đoạn này em thấy ngon hơn á. Ơi hay là trụ đi. Hôm có gì ta, con này gì đây? Lam kìa, lam là trụ vậy phải không? Bây giờ uống nước dừa, hôm nay uống nước dừa đi, mình ăn hôm nay đây uống nước dừa đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chevron, what is it? What is it? This 38 one, 48. Ah, gang muối, của gang muối. Ăn trái cây gì em? Trái cây ăn gì? Thơm 10 đồng. Rồi để coi lấy cái nào nữa. Rồi cầm ra để anh coi cái nào nữa. Lên này đi. Thôi cái này nè, dưới mấy cái lon này 5 đồng, 5 đồng lon. Hey, how about this one? Handle that? Hi. Ok, take me one. Đưa anh 5 đồng nha. Lộn bạn rồi cưng à, chết anh em rồi. Ở đây mấy người này bịt mặt là người Mã Lai gốc lú hai mắt hay không rồi các bạn ơi. Ờ, trời dữ quá. Đây là mấy người đó, Mã Lai gặt luôn á. You from here? Where you come from? Hả? Myanmar. Ờ, nãy giờ quên quay đồ ăn các bạn ơi. Ăn muốn hết rồi mới quay. Ở đây bia nó ngộ lắm các bạn. Nó có loại chai lớn, chai nhỏ nha các bạn. Cái chai này là loại chai nhỏ thôi. Chai nhỏ 14 đồng, còn chai lớn thì 25.
thì nó cho lớn nó có nhiều loại lắm. Heineken là Angkor Wat gì đó của Campuchia rồi đủ loại ghi hết trơn á. Thì cái này thì cha nhỏ thì nó hạn chế là vô. Vô các bạn ơi. À, đã quá. Ngon quá, thơm á. Cơm chiên cá mặn ngon lắm các bạn ơi. Cá mặn ngon. Rồi cái phần mực này cũng ngon nữa các bạn. Đó, cái phần mực này là 30 đô tiền mã. Cơm chiên này cho hai người ăn luôn 20 đô, 50. Hai trái dừa là trái 8 đô. Hai trái dừa là ăn cho là 16. Một chai bia 14 nữa, tổng cộng là khoảng 80 đô tiền mã. Thì tính ra khoảng 450 ngàn. 450 ngàn tiền Việt Nam mình ha các bạn. Đó, vậy đó. Kuala Lumpur. Là phố đi bộ ăn xoài và muối ớt. Muối này của muối mà Mã Lai các bạn. À, bây giờ mình tiếp tục đi cái phố đi bộ hôm nay các bạn ơi. Phố ẩm thực nè, coi như là kêu bằng cái phố này chợ đêm á, gọi là chợ đêm này là đúng hơn, chợ đêm của Mã Lai ở tại Kuala Lumpur nha các bạn. Kuala Lumpur, Malaysia. À, ở đây bán sầu riêng coi bộ cũng cũng mắc hả ha, mía rồi kìa, có lớp mía rồi đó các bạn ơi. Uống gì không? À, uống gì đó hả? À, uống rồi. Chịu bia không? À, khu phố ẩm thực của Mã Lai các bạn. Cái phố ngoài bên ngoài kia hình như mới bán đồ á, phố trong đây chỉ ăn và ăn uống rồi. À, thấy không, luôn đang superstar karaoke, cái quán karaoke này quá lớn luôn. À, đây bán đồ lưu niệm nè. Trong đây này em có thân kìa, quá đẹp kìa. Cái này đi coi coi đồ. À, vô đi mua đồ các bạn. Một cái áo nè, một cái áo có chữ Mã Lai Kuala Lumpur ha. Đây cái này. Đi bộ đông quá cho nên nó là cảnh sát đi ra chặn đường. Giữ trật tự cho người xe chạy với người ta đi bộ các bạn ơi. Cảnh sát.
Nhìn đảo vòng, đảo vòng dưới đây em. Ở đây nè, có shop này nữa nè, vô thử nè. Hello, hello. À, khu phố ẩm thực này giờ này 12 giờ rưỡi rồi các bạn ơi. 12 giờ rưỡi mà vẫn còn nhộn nhịp nè, các bạn coi nè. Đó, đã không? Còn nhộn nhịp luôn. À, quá trời quá đất luôn, đi qua đây chơi vui hơn ở Thái Lan đó các bạn ơi. Mà ở đây mình được tự túc cũng được. Ở trong đây có ấy nè em ơi. Tiệm này vô chưa? Nhà mình á. Phải không? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Nè vô cái tiệm cái bên luôn nè. Tiệm cái bán đồ thể thao rồi nhiều quá nè. Mua cái áo đá banh rồi coi mặc chơi coi. Đó, đây nè các bạn. Vô đây coi, vô đây vô sắm mớ đồ coi. Đây có đồ nữa nè, bán tầm 5 thứ nè. Anh để đây đỡ đây. Giày rồi tùm lum hết trơn là đẹp quá rồi đó. Nên là chắc Adidas rồi ha, dữ dằn quá. Mà cái này nhìn rồi là biết là đồ dởm rồi. Ừ đây nè các bạn ơi, bây giờ buổi sáng mình từ trong khách sạn đi ra ha. Ở đây là cái phố mà chợ đêm hồi tối nè các bạn. Chợ đêm hồi tối nè, đó. Ở đây là Phước thấy là nó vui hơn, chợ đêm hồi tối nó vui hơn ở bên Thái Lan các bạn, vui hơn Thái Lan. Bên Thái Lan rất nhiều á, đó, buổi sáng là nó vậy ha. À, các bạn ơi, giờ mình vừa đi taxi vừa thả xuống ở Chinatown nè các bạn ơi. Đây là cái khu Chinatown ha các bạn, vừa xuống taxi thì taxi từ khách sạn ra đây 12 đô, 12 đô Mã Lai, thì mình nói tiền Mã lên 12 đô đó ha. Ở đây cái người mà mặt nhìn mặt cái ngầu lắm các bạn, nhìn cái ngầu lắm mà họ rất là hiền của bà đã rồi đó. Đây đây sao bữa nay khỏe bắn lại chưa anh? Ở đây là taxi Master này các bạn, là nó màu đỏ, màu đỏ. Hello à, chừng nào mình đi taxi mình ra đây mình bút taxi nè các bạn. Bây giờ mình đi đâu? Mình bây giờ đi ăn chứ. Đi ăn chứ. Ủa anh Minh sao lên? Hả? Anh nói mình tự đi ăn, anh nói trong kia có bán thấy gì sao? Không biết. Hay là sao? Đâu đó để hỏi anh coi giờ sao, lạnh anh nó đi hay là sao? Xuống đây coi đồ ăn, coi thích ăn, thích hợp cái nào mình ăn được cái nào đó mình ăn. Đó, mình giống như đi shopping. Đó là shopping, buffet đồ ăn ha. Đó, buffet. Có trong có đồ ăn, muốn mua kêu đồ ăn đi. Mua đi. Thích ăn không? Ăn, mua ăn đi. Rồi xong, ăn xong mình mới vô trong ha anh. Muốn vô hay là muốn làm gì làm? Không, bây giờ á. Bây giờ mình đi, còn gì nữa không ta, có nhiêu ra gì ta? Con cũng có nè, đi qua bên kia coi thử ra. Bên đây nè. Đây thẳng tới anh. Đó, đó có một cái. Ờ đó. Đó bây giờ mình đi ra mình tiệm lên đây ăn mì gói rồi lại cái. Đi. Đi qua Mã Lai. Đi qua Mã Lai ăn ăn mì gói không? Cái này gì đã cơm mà pataya. Đó 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 đầy đủ rồi. Mình ăn cái gì? Hả? Mì gói của anh kìa. Ở đây giống như Hoành Thánh rồi vậy đó anh. Vô vô coi. Rồi anh pizza nữa hả? Trời mê nêu. Là ai giúp cho my friend. Là anh mê nêu nè, coi coi. Nếu không ăn là Phúc có gì ăn đi, tôi thấy anh. Anh không ăn hả? Mấy cái bánh này ngon lắm nè. Nó giống như mấy cái crab của bên mình á anh hả?
it rotate. Hay rotate là như là. Thôi tôi ăn một cái này thôi. Nó nướng rồi. What is it? Cà tím á anh. Nè. Cà tím. Ừ. Anh mình ăn cà tím đi. Đó, các bạn ơi, giờ buổi sáng mình ăn buffet ở đây ha, rồi đó một gấp hả, tàu hũ ăn luôn, gấp một cái gì là một đầm gì đó, và một dĩa này gấp hồi chắc có nhiều rồi. Em muốn thêm nước này, cái nước thì ngon nè. Mỗi cái thứ vậy đó, cái nước đó hả, cái nước đó ngon không em? Em cầm giùm anh, giùm anh cái anh cha cái em nghĩ là ngon. Ừ. Dầu mỡ hơi nhiều. Rồi rau yếu gì nữa không, rau này nè. Nên anh múc. Em cầm đi. Của anh bỏ nhiều, còn của em bỏ ít thôi. Không, nhiều thôi. Em ăn ít thôi. Nó múc cơm cho em nhiều nữa. Rồi ok. Rồi mình xong rồi. Ê, cái này lại là canh chua, cái này là canh chua. À, một muỗng nĩa rồi đây nè, rồi bây giờ không vui. Can you clean the table for me, please? Hello, sir. Ông lấy khăn ông lau. Rồi có cái bắn đạn cũng quéo đảo quá. Rồi các bạn ơi, mình ăn cơm ở ngoài đường phố Mã Lai này các bạn ha. Đó, ăn giống như buffet vậy đó. Buổi sáng này không biết bao nhiêu tiền luôn, cứ việc gấp lại múc cho mình một cái chút nữa nó tính cho à. Cái năm à, chén cơm xong rồi bắt đầu là nó cứ việc cứ lấy đồ ăn á. Mình ăn tiết kiệm á. Nói chứ tại mình ăn không hớ. Cũng ngon đó em. Rồi mời các bạn dùng cơm với Phước nha các bạn ơi. Tất nhiên. À cũng đẹp. Thank you. 12 đồng. Đó, Phước nó bón 12 đồng. Món đồng vậy á. Món đồng mình mới ăn mấy món ăn. Thì một dĩa mình gồm có 6 món thì ổng ra ổng tính 12 đồng rồi các bạn. Để hồi mình ăn rồi cho ổng thấy thực phẩm là ổng tính. Hả? Trước khi ăn là ổng ghi. Ổng ra ổng tính ghi làm hết hồn. Cái bát cơm này cũng ngon. Vui quá hả? À, khách du lịch nhiều lắm các bạn ơi, vui lắm. Đó. Đông quá chút luôn nè. Ơi có ông đó Việt Nam vậy, ông nói tiếng Việt kìa. Chắc mấy người này Việt Nam quá. Khách xe bay Việt Nam à. Anh chạy đi. Dạ. Tụi em đi tự do. Dạ. Chị đi cái công ty nào vậy? Dạ. Đi công ty của cha bầu nào? Bích Hà Bích. Anh chị qua đây lâu chưa? Mấy ngày rồi. Chị ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Rồi dạ. Còn em cũng ở Sài Gòn. Dạ. Khi nào chị về? Dạ. No, em ở Sài Gòn là thầy Sài Gòn qua đây. Còn tụi em là ở Nha Trang. Còn anh này ở dưới Kiên Giang. Dạ. Sao người Nha Trang, người Kiên Giang rồi đi dạ. Không? Dạ. Đi nhau đi, đúng nhau đi. Đây là đi công việc. Rồi mấy em là đi qua tour là đi tour hả anh? Qua với công ty sự kiện. Dạ. Đó hả? Dạ. Rồi mấy ngày mới về lại? Dạ 19 tụi em về. Dạ. 19. Quăng qua. Vậy đó hả? Như anh chị có làm vlog hả? Anh có làm vlog, cái kênh của anh là Phước Canada. Dạ.
Tại anh bên Canada anh về á, rồi anh sống Việt Nam á. Vậy cho em có gì xin vô số Zalo đi anh chị đi, có gì tụi em giao luôn. Cái số Zalo của anh. Khi nào anh về anh chị về Sài Gòn á? Dạ. Chắc bọn em về trước hả? À, tụi em đi qua Campuchia nữa. Bữa nay đi qua Campuchia. Rồi dạ. Sau đó mới về lại về Sài Gòn. À, số của anh là 033. Dạ, đợi em cái. Nhắn luôn đi bà. 033 777 777 6602 6602 033 777 6662. Đúng rồi. Dạ, em xin số điện thoại em không có em xài, xài số ở đây. Ở đây không có vô có xin số không? Có em có xài ở đây là em kết bạn với anh này đó. Dạ. Rồi em không có số Zalo ở đây. Em ở bên kia về. Cái gì à, chị là anh chị lấy chị lấy cái số của lấy, anh lấy số các bạn về Việt Nam nhiều khi tụi em đi xuống miền Tây là đi xuống đâu đó rồi. Dạ. Bạn này Bến Tre. Dạ. Rồi chúc đoàn đi chơi vui vẻ. Dạ anh tên gì? Dạ em tên Trang. Trang rồi em. Em tên Hồng ạ. Hồng. Hồng Trang. Alo. Ok em chị em cảm ơn. Dạ biết anh chị. Dạ nha. Ở này khách Việt Nam đi qua các bạn ơi. Khách Việt Nam qua chơi tình cờ gặp nhau. Tình cờ ta gặp lại nhau. Rồi tiếp tục mình ăn tiếp các bạn ơi. Bây giờ mình bước vô phố tàu này các bạn ơi, phố tàu của Chinatown của Kuala Lumpur. Bây giờ chương trình này nè. Dạ. Bây giờ mình ở đây. Lát tôi hỏi taxi đi cái tờ tháp. Okay. Đi tòa tháp vòng xong rồi á, lúc đó mình đi cái Ấn Độ giống như cái chùa miễu hồi xưa mấy người nó ồ có mấy cái cỏ con ngựa á. Giờ coi lúc đó giờ làm sao giờ mình tính giờ bây giờ đi đâu rồi sao rồi. Okay. Rồi mấy nga phí phán cao tỏi hơi hoài á chành nó quỳnh nó lình tụ hồi la giờ bây giờ tới trước đây nè. Dạ ok thay một cái đi. Rồi mình đi thôi mà trời đi. Đây bây giờ mình đi vô cái khu phố tàu Chinatown rồi các bạn ơi. Ở nó cho xe vô đây luôn. Cho luôn. Đây ta. Ở đây á nó 10 giờ mấy người nộp giờ mới mở hết. Dạ đúng rồi, hiện nay em thấy nó chưa. Nào coi cái quần này coi nhiêu how much for this one? 25. Hả? 25 đồng. 25 đồng ạ. 25 đồng ạ. À, đẹp hả? 25 là tính ra. Morning 20 là. Hả? 20. Đẹp. Nói về 20 à? Ừ, 20 người đẹp, người đẹp bán 20. Người đẹp cho người đẹp 20. 20. 20 thôi à. Đẹp hả? Đẹp á. Lô 20 là nhiêu anh? 36.000. Phải không? 36.000 hả? 20 đó là 10 đâu? 18, 36. 18 là 100.000. Hả? Đây là lan 20. 18 đô á thì bằng 100.000 Việt Nam. 15 mua 2 cái. Đây Trần Minh Lương, gia đình Trần Minh Lương nè đó. Trần Minh Lương. Bây giờ mua một bịch đôi gà sắp hết nổi luôn kìa. Em giờ em không dám mua nữa, bây giờ ba lô em đầy quá rồi không dám mua nữa. Mua quá ở sân bay rồi nhét ở đâu bây giờ. Ủa giục bỏ nữa. Đó rồi. Quá trời. Không mấy cái quần đó nó có sang tia túi nè. Mấy quần sọt á mà giải nó thun nữa. Quần nó thấy được á. Đây nè các bạn ơi, tới phố tàu nè các bạn, đã không? Đây là đó phái đoàn của mình đi nè các bạn đó. Là cái chỗ đó cách đây mình lội bộ được không anh? Không đi xe hả? À ok. Ồ cái tiệm lưu động kia nó mở cánh cửa ra dày hai bên nhóc hết trơn. Mới chạy hết đi. Ở bên kia mà nó bọc bọc vậy là mình có bắt đầu xịn cái áo không áo giỡn không đúng rồi. Rồi bên đây đồ Hồng Kông vậy tôi mua ở bển nè, mang giờ nào nó cũng êm cái chân. Ở đây mà. Ở đây cứng ngắt. Giống như ở bên bển mình vô Phú Tài cũng vậy đó. Đúng rồi. Là đồ Hồng Kông bên hông chợ lớn không à. Đúng rồi. Tiền nào nè, chỗ chạy đi chỗ đó đồ ăn nhiều lắm. Có đậu hũ đồ á. Kìa đậu hũ nè. Mua
hết. Hồi tối em thấy cái đậu hũ gì mà nó đang thui với anh. Đó, đậu chất đậu bắt à. Chào anh. Anh có uống à. Lấy ít đường thôi. Uống ly. Nó để đường đường phèn rồi đó, đường nâu rồi đó em. Đường nó nâu. Đường nó nâu. Hai đồng rưỡi. Hello, bye bye. One. Cup à? One cup, dạ. Cup à? Oh, chân á. Chân nó là giá chàng à. Ừ. Ở vô trong cái lon này mình xách đi hả? Ờ, tôi uống trà. Ừ. À. À, lưới được bịch sugar. Dạ, 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 ok, thank you. Dạ, à, xay chung nhà khách sống rồi. Sông hả? Sông lên xa đó. Cảm ơn đậu hủ không? À, how much? 250. 250. Dạ, 2 đồng 50. Các cháu ơi, xăm khâu gì? Cũng được hả? Cũng được. Không, nhưng mà ít đường là đúng á. Nói về là tàu hũ rồi này kia là người tàu là ta làm là đúng á. À, đúng bài luôn á. Đứng đây mình đợi ông đi. Ủa máy lạnh đâu vậy, trong này ra hả? Trong đó mà. Ờ hay đó, hay đó. Quay cáo lại ra. Quá. Áo đồi đâu, ha. Bố đen. Không mà áo này đẹp chứ. Áo này áo đồi á, áo này bên Malaysia luôn nha. Bên Malaysia. Mình đi một nước mình mua cái áo kỷ niệm đây các bạn ơi. Đó hay á. Thì đó, đi qua tới đây mua chỉ có cáo thôi. Ừ. Không gì á. Đúng cái vé máy bay. Rồi, đến tiền vé bay qua mua cái áo thôi. Rồi, vậy hai mấy các bạn nhớ cho Phước một like ha các bạn, và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nha các bạn. Ừ. Em cho anh đó. Thì mua cáo nè, và các bạn phải cho một like ha. Đó, cho 10 like nữa ha, được càng tốt ha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Đó rồi, chút nữa mưa Phước sẽ đi đến một cái tháp đôi đó các bạn. Là double tower á, để cho các bạn xem ha. Ừ. Thì không biết mình nói gì có đúng hay không, hay có gì không đúng thì các bạn cũng bỏ qua nha. Ừ. Chứ làm gì nhau giờ. Các bạn thấy không, ở đây cái chiếc Noble Taiga này các bạn. Ừ. Chiếc này Noble giống chiếc của anh mua, người ta Noble 5 đó. Ừ. Bản số ở bên này đó là nó lạ lắm đó các bạn. Nó màu đen và chữ trắng. Đó. O2 vậy, O2 là gì ta? Oxy à, oxy à. Nó ai thiếu oxy mà áo đó hả? Sorry. Dạ, đây ok, thank you. Các bạn ơi, tới cái tháp mà... Nó kêu bằng triple tower vậy á? Dream là đôi. Dream là đôi. Dream tower này các bạn ạ. Dream tower. Đấy, các bạn ơi. Đó. Dream là tower. Đó, ở Mã Lai là đưa câu ra ra ngoài quay yên tâm lắm các bạn, không sợ mất đâu. Thấy khúc phim mà đang tới đây ngưng là biết rồi đó. Sợ mất camera đó. Hả? Chưa anh ơi, làm đó. Chưa kịp mệt. Mạng yếu mà mình cũng yếu nữa, mệt ngủ quá trời luôn hả? Rồi, here we go, tới rồi các bạn ơi. Tới chỗ này rồi, kêu bằng là Twin Tower rồi các bạn. Tháp đôi đi, nói tháp đôi đi rồi. Nói vụ kia tôi mệt quá, tôi không biết là tên gì nữa. Nó tàu tháp đôi đâu anh? Tháp đôi ở đây nhìn không thấy em ạ. Đây nè nó nè. Đó, cái này đó. À, cái này chính giữa nè. Đó. Để anh mua cái tháp đôi này về cho em nha. Ừ. Về em dán tủ lạnh chơi. Ờ, cái đồ mà quà tặng á. Tới đây là chụp hình đã, làm gì làm đi. À, ở đây ra ngoài chụp á, ở ngoài chụp á. Không ra ngoài mới chụp quay lên được. Ừ. Đâu quay vậy được mà. Đây. Phúc ơi. Dạ. Đây hả? Không, mình đứng bên đây nè, bước bên đây cũng được. Đứng cho cái bảng stop á. Ủa nó bích hết trơn rồi,
đâu thấy ấy đâu, qua Bình Hồng chỗ mấy thằng gáp nè em. Rồi các bạn thấy không, qua đây có gáp food nè các bạn. Đó, gáp giao hàng nữa ha. Ồ, cái tháp đôi mà tôi chưa thấy đôi gì trơn vậy. Nó hả, nó bên đây nè. Ờ. À hello các bạn, Phước đang đứng ở chỗ cái tháp đôi của mà Mã Lai nè các bạn. Đây là đó, các bạn nhìn thấy Phước quay từ từ lên nè. Đó. Nhìn ở đây là các bạn biết Phước đang ở đâu rồi ha. Cái gì nữa ha các bạn. Đó, đã không các bạn. Đến đây mới đúng là Mã Lai nè các bạn, nhìn cái biểu tượng nó biểu Mã Lai ha. Đó. Ừ, các bạn thấy chưa? Quá đẹp nha các bạn. Ờ đây nè các bạn ơi. Cao ngút ngàn nữa ha. Bây giờ mình bước vào bên trong coi, coi mình mua vé mình đi lên trên em ơi. Mình mua vé mình đi lên trên luôn. Ủa rồi anh Lương rồi. Bởi vì em nó không có tiền, khó đi lắm, thấy không? Tối đây làm gì? Bây giờ đi vô trong đây đổi tiền cái. Ồ, chắc lạ thiệt rồi. Không, ảnh biển mình tướng tự Rolex á. Vậy hả? Bây giờ á, mình chắc đi ngoài sao chở nó rồi, rồi đi. Mình đi vô. Anh Minh dắt đi đâu? Mình đi lên vô lên trên đâu anh? Lên trên cái tháp đó. Đi vô trong. Đưa hình cho hai chồng ổng mã coi cái hình trời tôi chụp ngay trên cái tháp mà không chịu ra chụp thì chơi đẹp hết trước luôn cái tháp á. Được lên gần ra rồi đi sơ sơ với lại á mấy hình chụp á bị chụp lại chỉnh lại cái dài á không có làm cái vuông á mình không lấy khuôn đó quá đây nè nè đẹp chưa lấy hết luôn á nè lấy ngọn lấy đồ luôn. Bởi vì em nói chị gốc á, lấy ngọn chị lấy luôn. Cái full full màn hình luôn. Hồi nãy của chị nó ngắn tới đây à. Chị chỉnh sao cho nó full hết. Em đâu có chỉnh đâu. Thôi được rồi kệ đi. Dạ. Mình lấy cho nó 1.5 hay gì đó, chỉnh 1.5 ra là nó full luôn. Để thôi đi nhỏ ra đi quạt tí rồi chi. Ồ, cái full này lớn lắm các bạn ơi. Rồi. Đó, cho chút quay xuống rồi các bạn, thấy không? Cũng được. Quá được. Nhưng mà cũng vậy. Nhưng mà mắc á. Ừ. Quá được cho nên có Louis luôn hả? Ừ. Louis Vuitton là. Ồ, Louis Vuitton bên kia kìa. Thế lại đây. Ồ, vô shopping nó thơm quá vậy ta. Nước hoa nó thơm quá. Shopping này lớn á chứ. Ừ. À, hiện giờ mình đi trong cái shopping này là chỗ mà hai cái tháp đôi đó các bạn. Ừ. Nhưng mà đi trong này không có thuế, bán không có thuế. Ừ. Ở bên mình bán. Trong này là miễn thuế luôn phải không? Bỏ chạy shopping. À, mấy em học sinh bữa nay chắc đi tham quan quá. Rất sơ kìa. Ơ ở ai ở cháu rồi cháu ở đây một cửa nữa nè. Vậy hết chuyện đi mấy ngày mình vô Singapore luôn phải không? Mới đây là qua Singapore chưa? Chưa. Mới tới hôm qua hả? Đây hai ngày. Là chị đi chung với mấy chị mau dài đó luôn hả? Ồ, Việt Nam 12 tuổi. Đây lại mình quay phim người mẫu ơi. À, quay phim người mẫu ơi. Hello mấy chị. Mấy chị đến Việt Nam, từ Việt Nam qua phải không? Ok. Việt Nam mình qua tới cái shop này là của hai cái nhà lầu đó các bạn. Ok, rồi, chào mấy chị ha. Nè, em cầm này luôn đi rồi. Louis
cần phải đi vô anh xách cái bịch này không có tiếp đâu ở nhà. Xách cái bịch này vô Louis Vuitton là vậy hả, nó không tiếp đỡ quá à. Nó không tiếp đỡ á, nó vô coi hàng ta làm gì dữ vậy. Cái bịch này cái vậy chứ tiền đô chổng không sao rồi. Đó giống như anh Minh anh xách cái bịch đó chứ tiền đô chổng không đó là nó dẫn tiếp mà anh Minh. Đâu sao đâu. Chỉ nói xách cái bọc đen này vô nó không tiếp mình đâu. Ở đây á có lời hiểu anh tiếp hay không? Dạ. Yeah. La đô à. Qua lý có sáu biết là lý tạt đó là. À ga đô đồng hồ ga đô kìa. Hồi nãy ông lại đây mua à. Mua ngoài kia là mà Hồng Kông bên không chợ lớn á, không được đâu. Không đâu. Hả? Mua đây được anh. Ga đô đó. Của thị trấn á. Cái ga đô hồi xưa nó có cái mỏ neo đó, giờ hủy còn loại đó không biết. À có mỏ neo nè. Vậy hả, còn đó hả? Ờ à, đúng rồi, cái này của anh là đồ cổ đó. Chạy automatic phải không anh? Automatic. Rồi vậy sướng á. Mà nó chạy tốt hả? Tốt, chạy tốt mấy chục năm rồi. Đâu có sai cái gì đâu. Ờ. À. Mà nó vẫn hoạt động phải không? Không có lên chạy đều lắc rồi chạy. Không lắc là cũng chạy. Ờ. À. Chứ không có nhà một tháng á. À, có tháng. Đi ngoài đi ngoài nó mới. Sao em mới mua cái đời mới bây giờ á, cũng tự động mà lâu lâu để lấy ra nó chạy chất quất à. Không đúng giờ. Đó đó. Ở ở đây thì nó giá cả trên trời, nói mà đi taxi là cũng tụi chết. Thấy không? Trời. Ở đây với Việt Nam nó càng mắc. Không đi. Không mình đi du lịch. Vậy bây giờ cuối cùng mình đi đâu biết đâu. Hả? Ủa đi ra lại. Ờ anh Minh coi cái... Hả? Bây giờ đi ra lại hả? Không có chỗ cái cửa này cửa khác nữa. Cửa đông cửa tay gì đó. Chỉ đi tay thôi á mà. Để em đi kiếm chỗ em đổi tiền á anh Lương. Chờ một chút đi. Ở ngoài ha trong này. Có đổi á. Hả? Anh Minh anh rành đường lắm nha. Anh Minh nó rành đường lắm mà ảnh là... Anh là thổ địa đây á. Hello hello. Hả? Hỏi ổng là cái gì? Anh Minh ơi, em muốn đi đổi tiền á là chỗ nào vậy? Ôi mưa rồi ta. Ê à, mụ xỉn à. Mụ xỉn hả? À? Không biết hả? Đổi tiền á. Đổi tiền quá không? Ờ, mụ xỉn à. Chưa có lon nào mà xỉn anh. Ờ. Nói mụ xỉn là ta không biết à. Không quỷ quá. Mình mới nói là đã có lon nào mà xỉn. Lấy khế đồ tắng là phải buồn chỉ lại. Lấy mình cháy hàng cũng đó là. Là anh muốn lấy trà cho đi xin. Anh có thể đứng đây hút thuốc. Đó, đó là mà đừng hút nhiều quá nha anh, hút nhiều quá là không tốt nữa. Đi luôn. Hay quá, à. Anh mình khỏe quá. Đi luôn. Nó đi xuống đây người ta nói đổi tiền ở dưới. Ok, ok, dạ. Rồi đứng đây chúng nữa gặp đây ha. Ok. Ok ok anh. Đó, bây giờ mình đi xuống đây xuống chỗ Money Chain mình đổi tiền nha các bạn. Đổi tiền mua vài cái đồng hồ ga đô rồi chơi. Tiền em mua mấy cái giỏ Louis Vuitton đúng em rồi. Đeo anh. Em mua vài cái đi về anh đựng cá rô rồi chơi. Đừng lại mắc cười. Rồi đó. Ồ, dưới này thơm quá, nước hoa thơm mà quá. Em rất là ngại, tại vì em đang cầm cái bình đi. Không biết đâu nó tiếp em. Trên nó nằm ở đâu để hỏi ra đâu. Tuy. Hello sir, I look in... I... No, no camera. I look... hết cái xe shopping này là chắc tới chiều rồi các bạn ơi, cho nên mình chỉ lướt qua thôi các bạn. Còn cộng mình cũng lướt qua luôn. Rồi bây giờ là bước quay hết tổng quát cái building này, cái shopping này ha. Rồi bây giờ mình di chuyển có thể là mình đi qua bên này, mình đi vào cái tháp mà cái tháp đôi á các bạn. Đó vậy đi. Cái tháp này mình vô đây mình xếp hàng đi lên nè các bạn, mình hỏi coi cái vé nó bao nhiêu thôi các bạn. Rồi là tiếp tục ở đây. Đây nè các bạn ơi, bây giờ nó
hết vé rồi các bạn ơi, hết vé rồi, nên mà tiếp tục. Hết vé rồi, hết vé rồi. Mình muốn đi bên cái này là mình hết vé rồi các bạn ơi. Thôi mình đợi đằng kia mình hỏi coi vé bao nhiêu rồi. Ở đây nè các bạn ơi, ở đây Phước đứng ở trước cửa của cái tháp, cái tòa tháp mà ở nè các bạn. Đây, khách rồi, khách rồi, khách rồi. Hôm nay khách rồi là bên đây. Đây là cái mình đi vô trong đây là khách rồi nè các bạn, đi lên trên đó. Nhưng mà bây giờ vé thì không có rồi đó, bây giờ mình chuẩn bị sẽ rời gót đi ra sân bay để đi ra bên Campuchia nha các bạn. Ok, các bạn thấy đẹp chưa? Đó, cái này ai tưởng đâu hồ bơi nhảy xuống một cái thì thôi chứ mặt mày chắc tiêu luôn á. Rồi thân xác quan tài không nhận ra á, nước nó không có đây, cặp thôi à. Ok. Ồ, các bạn đã không? Đó, tạm biệt, hello, bye bye. Tạm biệt cái Green Tower. Đó, các bạn thấy không, cái đường bên này nó cây cối dây leo nó tùm luôn các bạn, đã lắm á. Đó, cái này cũng là tháp đôi luôn, là mà tháp khác. Còn cái tháp phía sau lưng Phước đây nè, cái này mới tháp đôi nè, đó. Cái này cũng biểu tượng của Mã Lai nè, đó. Rồi bây giờ mình qua đây mình kêu taxi để mình đi về khách sạn mình lấy hành lý. Tại vì khách sạn mình đã check out rồi các bạn, mình gửi hành lý ở đó thôi. Dạ. Dạ. Ở đây nè, ở đây nè. Ở đây nó ánh sáng nó đều á. Ánh sáng này là đúng ánh sáng chụp hình luôn á. Tại mấy tòa tháp này nó che mặt trời lại nè. Cái mây nữa, mây bữa nay mây nó che mặt trời lại. Ok. Rồi bây giờ tạm biệt Twin Tower. Ok, let's go. Đây các bạn ơi, đi vào bên đây kêu taxi để mình đi về khách sạn. Rồi sau đó ra sân bay và đi qua Campuchia luôn. Bữa nay đi là chuyến này mình đi liên khúc nha các bạn. Ok. Thì bây giờ vậy đi các bạn ơi. Thì Việt Nam mình đâu có kiểu này đâu. Chưa có đâu, Việt Nam chưa có đâu nha. Tội nghiệp hai tầng luôn nha các bạn. Thì hiện giờ trên đường Phước đi ra ngoài sân bay nè các bạn. Từ Kuala Lumpur ra sân bay rồi. Hai này không còn quá trời, không còn rồi. Thì đó. Đó, mình chung qua cái cầu vượt này. Cầu vượt ở đây nó làm cao lắm các bạn. Cao lắm, tại vì xe bus ở đây hai tầng nó cao lắm nha. Cái da cái mui nó cao lắm. Cho nên người ta làm cái hạ tầng này tốn tiền hơn là ở bên Việt Nam mình nữa các bạn. Ừ. Rồi ở đây hết biết không? Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước bấm vào ngón tay like và chia sẻ video nha các bạn. Và nếu bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm vào nút màu đỏ và bật chuông thông báo nữa nha các bạn, để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video Campuchia nha. Ok, bye bye.